Chào mừng các bạn đến với khu vui chơi đồi sim. Hôm nay khu vui chơi đồi sim sẽ hướng dẫn các bạn lắp ghép mô hình khủng long của trò chơi đồ chơi khảo cổ học nhé. Với trò chơi này thì các bạn sẽ được hóa thân thành nhà khảo cổ học. Đây, hộp đựng này. Các bạn sẽ nhận được một khối hóa thạch bằng thạch cao này, một bộ dụng cụ này, búa, đục, chổi. Các bạn sẽ đục, quét dọn để thu thập các mẫu hóa thạch ở trong này. Hôm nay khu vui chơi đồi sim sẽ hướng dẫn mọi người lắp ghép mẫu hóa thạch thằn lằn mái nhà nhé. Đây là loài khủng long nhưng mà tên gọi là thằn lằn mái nhà. Đây. Đây là các bộ phận của con khủng long thằn lằn mái nhà nhé. Phần đầu sẽ gồm 3 mạch. Phần cổ này. Hai chân trước, hai chân sau. Xương sườn và phần đuôi nhé. Chúng ta sẽ lắp ráp phần đầu trước. Để lắp phần này chúng ta sẽ gá lại như này. Đó. Ta sẽ đây. Cái phần đầu của con sẽ cong xuống như này. Chúng ta sẽ lắp phần cổ như này. Để nắp đến cái xương hàm. Đấy, chúng ta bóp thật chặt vào. Các bạn có thể nhờ bố mẹ hỗ trợ phần này nhé. Nếu mà cái phần bóp này hơi khó với các bạn nhỏ tay yếu nhé. Chúng ta sẽ đến lắp ra phần đuôi này. Đấy, chúng ta đã được bộ khung tiếp theo. Cái phần xương sườn đây. Cái phần xương vai này sẽ quay lên trên nhé. Đây. Phần này sẽ quay xuống dưới này. Chúng ta sẽ lắp chân. Chân trước của con này nó sẽ dài hơn. Đây, bàn chân quay về phía trước này. Lắp vào đây. Đấy, chúng ta sẽ lắp xương sườn bên này nữa này. Đây, phần này sẽ bảo xương bảo vai quay ra trước. Chân trước dài hơn này. Đến chân sau nhé. À, chân sau. Đấy. Tiếp lên chân sau của phần bên này. À, chúng ta sẽ được hai nửa này. Tiếp theo là chúng ta sẽ lắp ráp cái phần xương bảo vai này sẽ hướng lên phần đầu. Rồi, chúng ta xem khoảng cách. Đây, phần nhọn tròn hơn thì sẽ vào cái ô phía trên này. Hai bên này là vuông này. Chúng ta sẽ lắp vào đây. Đó. Phần chân này chúng ta sẽ tùy chỉnh nhé. Vì đuôi con này sẽ dài hơn cho phần chân nên khi muốn đứng được thì chúng ta sẽ đặt lên cái hộp mình. Mua thì có phần hộp này chúng sẽ để cho đứng cái hộp. Như vậy là khu vui chơi đồi sim đã hướng dẫn các bạn lắp ghép hoàn chỉnh mô hình khủng long thằn lằn mái nhà nhé. Để cho đẹp hơn thì chúng ta có thể dùng keo 502 dán bớt và để cho nó phần lưng này phần chắc chắn hơn, còn phần chân phần khớp nối này này thì vẫn để cho nó cử động được nhé.